Hai anh em đang chơi cái gì đây? Ôi giời, hôm nay bé gạo này chơi ánh sò à? Trời ơi, hôm nay có con thú nhồi bông gì kia? Dạ. Trời ơi, hai anh em chơi tình cảm đi. À, rồi. Wow này. Con có thích ăn kẹo? Có. Hôm nay có một cái món kẹo này hơi bị hay luôn. Cái kẹo này nhá, ăn nhưng không bao giờ hết luôn. Mà lại còn thổi được cái bong bóng nữa. Thế á? Ừ, kinh. Này, ăn không bao giờ hết này. Mà lại còn thổi được bong bóng. Có biết kẹo gì không? Kẹo bambu. Không phải, kẹo cao su. Kẹo cao su ấy. Kẹo cao su Big Bambun. Hôm nay bố vừa mua được lít kẹo. Con muốn thử chưa? Chả luôn. Nhưng mà cái răng mất một cái răng này liệu ăn được không? Vẫn ăn được. Tưởng mất răng không ăn được chứ. Tưởng mất một cái răng rồi là không ăn được, vẫn ăn được à? Đây này. Hôm nay chuẩn bị lít kẹo cao su Big Bambun ở đây để cho bạn sò. Đây là Big Nho. Cái kẹo Big Bambun này ngày trước ấy là nó kiểu khác nhưng bây giờ nó lại làm cái mẫu mã nó kiểu khác các bạn. Đây là Big Nho, đây là Big Nho. Đây đây đây. Các bạn ơi. Này, bây giờ nó mẫu mã nó ra đẹp lắm các bạn ạ. Mẫu mã của kẹo. Đây là Big Nho. Đấy. Có hạt dâu này. Đây là mẫu mã người ta làm đẹp lắm các bạn ạ. Cái này là kẹo cái kẹo cao su là cái kẹo này là cái kẹo ăn không bao giờ hết các bạn ạ. Đây này. Kẹo này ăn ngon lắm. Đây là mít quất. Ăn thôi. Ăn đi. Hôm nay mua về để mấy bố con ăn để thổ bóng các bạn ạ. Ôi đi đây. Trời ơi, màu nho à, không nho à. Ok, đây là mít quất à. Đây đây của con đây cháu ơi. Cháu ơi. Con này các bạn ơi. Con này. Bố sẽ ăn vị dâu đi. Hoặc là bố sẽ ăn cái vị này. Cái vị này có giống vị của con này. Đúng không? Giống không? Con đây của bố này. Đúng rồi. Bé gạo chưa ăn được đâu. Gạo. Bố là vị gạo. Gạo chưa ăn được. Con bóc đi, con bóc cho bố nào. Cái này là ăn nhá, là không nuốt được đâu con ạ. Ăn nuốt mà nó dính ruột. Con có cái thổi á? Phải tập chứ. Đúng không? Hồng này. Wow, nhìn đã nhỉ. Bóc cái này nhé. Còn dính một ít ở đây mình sẽ ăn luôn. Cái vị nó ngọt ngọt. Em nhớ một chí đó. Phách ra cho bố. À, ăn một chí ra mà. Không đâu. Thổi nó bóng bóng á. Bố lại tưởng con biết thổi bóng bóng. Bố ra mình sẽ thi thổi bóng bóng. Nhìn bố à. À mình. À thì bố thổi bóng à. Này bóc từng cái thôi, ăn hai cái. Ủa. Bên trong này có nhân. Đây là vị màu xanh này. Trong này có màu xanh, có nhân. Ô, không có nhân. Thì có đâu? Có, một cái trong bên trong có nhân. Đâu? Ừ. Ừ.
Ăn nhiều cái tí nó sẽ thổi ra những cái bóng to. Ăn nhiều không thổi ra to. Mấy gạo chưa ăn được đâu. Nằm ngon đấy. Buồn. Có thổi em, tập ơi. Anh nha, nhà. Cái lưỡi và cái bông máu. Thấy không? Cái đấy là cái bông bóng. Con này đi. Con thử nào. Thấy không? Dạ. Dạ là ngồi nhìn. Ai có con mình à? Con thấy mặt đẹp. Đấy. Không biết trồng đấy. Mà gạo làm sao nhỉ? Biết rau bôn thổ bóng khó lắm. Bé gạo đang ngẩn to te ra để nhìn ai bố con mình này. Đấy, nhìn là anh trò nó là bố đang thổi bóng bóng. Mặt bố con này. Nó mò một tiếng các bạn. Ấy. Ừ. Vừa thì còn được. Bé gạo. À, bé gạo này. Ấy. Thế à? Thế hay chưa? Mặt kìa. Mặt của em. Ai nhìn bố à? Bố một phanh của con. Ai chửi bóng luôn luôn. Ai chửi nổ ấy. Nổ lâu. Ấy. Thế à? Dạ. Cái này cũng thổi bóng bóng. Khó lắm. Đấy, nó được bé lắm. Nó không to. Cái bông kia thổi to. Đấy à. Dạ, bé à. Chờ con ngắn cho em. Quá khó luôn. Vỡ luôn. Không ta được. Em nhìn này. Tình hình là khó thổi lắm.